Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn Đức Tăng, kính chào Nguyên Trang, kính chào người phương Nam, kính chào Thi Lâm, kính chào Nguyên Như, kính chào Hương Lê, kính chào bà Năm ông Năm, kính chào Thính Pháp, kính chào An Nhiên, kính chào Hồng Thị Kim Nhung, kính chào ông Điện Đoan, kính chào Ca Vinh, kính chào Diệu Pháp, kính chào Thiên Na, kính chào Tĩnh Tâm, kính chào Hoàng Thanh, kính chào Hoàng Đạo, kính chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong room. Lớp của chúng ta nghỉ hình như là hơn một tháng lễ dân y, hơn một tháng lễ dân y rồi. Chúng tôi bận tụng tạng, lại nghỉ thêm hai tuần lễ nữa, và có lẽ chúng ta đã nghỉ đến hai tháng rồi. Kỳ trước thì chúng tôi nhớ rằng chúng tôi đã giảng xong hết 12 chi phần của thập nhị nhân duyên, 12 chi phần của thập nhị nhân duyên. Thành ra hôm nay thì giống như là chúng ta kết lại, giống như là chúng ta kết lại cái bài thập nhị nhân duyên này, để ở trong kỳ sau đó, chúng tôi sẽ giảng qua một cái giáo trình khác. Mà ở trong kỳ sau, nếu mà chúng ta học cái giáo trình khác đó, thì chúng tôi muốn đem bài kinh Đại Niệm Xứ lên để chia sẻ cho quý vị. Ít nhiều gì chúng ta có cái kiến thức của một cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, thì ít nhiều gì cũng làm cái hành trang cho tất cả chúng ta. Thành ra chúng tôi sẽ đem cái bài đó ra để mà chia sẻ đến quý vị. Vậy thì ít nhiều gì cũng là một cái thờ pháp, nên chúng tôi trước tiên thì chúng tôi xin làm lễ tam bảo một cách tóm tắt, rồi chúng ta sẽ đi vào cái pháp hội trong ngày hôm nay. Samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ nammassāmi suppatipanno bhagavato sāvaka saṅgho saṅkhaṃ nammāmi lokassanatthaṃ varamuttamahaṃ buddhaṃ ca dhammaṃ ca manāmāmi saṅkhaṃ. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thanh tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giáp. Kính thưa quý vị, trong những kỳ trước chúng ta đã học về bài kinh thập nhị nhân duyên. Do là chúng ta không có ở trong cái cuộc sống này đó, ở trong cái dòng sinh tử luân hồi này đó, mà chúng ta không có thoát ra được, chúng ta không có thoát ra được khỏi cái sinh tử luân hồi này, là do chúng ta bị 12 cái mắt xích này, có nghĩa là do vô minh rồi chúng ta mới có những cái hành động vân vân. Những cái mắt xích này nó cột trói chúng ta trong cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra đó, Đức Phật đã dạy là coi như là suy xét về cái lý duyên sinh một cách thấu đáo, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng cái sự sanh tử của tất cả chúng sanh sẽ bắt nguồn từ vô minh. Mà vô minh quý vị thấy rằng vô minh nó là căn cội, hay là nó là gốc rễ, hay là nó là một cái hạt giống. Khi nào mà chúng ta diệt được vô minh thì lúc đó chúng ta sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Mà hãy mà khi nào mà chúng ta
còn vô minh thì chúng ta còn nằm ở trong dòng sanh tử luân hồi. Ở đây thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài ví dụ vô minh giống như là một cái hạt giống, giống như một cái hạt giống. Ở trong cái đời sống của chúng ta, quý vị biết rằng nó giống như một cái hạt giống mà nó nảy mầm, rồi nó mọc lên cây, nó cho bông hoa, trái, vân vân. Vậy thì mình muốn cái cây đó nó đừng có mọc thì mình làm sao quý vị? Mình muốn cái cây đó mà nó không có mọc nữa thì coi như là mình phá vỡ cái hạt giống đó. Phá vỡ cái hạt giống đó thì khi mà mình phá vỡ được cái hạt giống đó rồi thì coi như là nó không có mọc lên được cái cây. Thì cũng vậy, đối với cái dòng sanh tử luân hồi này đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta đoạn tận hay là đoạn diệt được, phá hủy được vô minh thì coi như là chúng ta chặt đứt được cái dòng sanh tử luân hồi. Thì cái sự mà vô minh đó, là cái nhân sanh tử luân hồi, thì khi mà chấm dứt vô minh chính là niết bàn. Thành ra chúng ta học những cái giáo lý nhân sinh này để chi vì để làm cho chúng ta nó rơi rụng được những cái tà kiến, những cái kiến mà để cho mình bị chấp thủ, hoặc là nhiều khi mình nghĩ rằng là có một cái đấng thường hằng nào đó họ sanh ra mình đó. Nhưng mà khi mà mình học vô minh rồi, mình học về thập nhị nhân duyên rồi thì mình biết rồi, mình có mặt ở trên cái cuộc đời này là do đâu, do vô minh rồi nó tác động đến những cái hành động của mình, rồi khi đó nó dẫn đến cái sự mà ái rồi chấp thủ. Chính vì vậy mà nó cứ cho cái kết quả, cho cái kết quả từ đời này, nó cho cái kết quả cái đời sau, nó cứ làm như vậy riết á. Thành ra nó hình thành một cái dòng tròn như vậy đó. Thành ra vậy thì quý vị thấy rằng qua cái bài học của chúng ta đó, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không, sao thấy lớp học mình im lặng ha. Cảm ơn anh Trang, cảm ơn quý vị đó. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật ngày trình bày, ngày trình bày về cái thập nhị nhân duyên này đó, ngày có trình bày bốn cách, ngày có trình bày bốn cách, có nghĩa là theo tùy theo chúng sanh. Thí dụ như Đức Phật ngài thấy căn cơ của chúng sanh như thế nào thì ngài sẽ trình bày như thế đó. Tại vì có nhiều người ta tưởng là khi mà mình thuyết Đức Phật thuyết giảng là phải từ vô minh trở lên. Cái điều đó nó không có quý vị, cái nó không có nha. Có nghĩa là lúc đó nếu mà Đức Phật thấy căn cơ của chúng sanh bị vướng mắc ở trong những cái tà kiến, hoặc là ở trong những cái sự chấp thủ nào đó, thì lúc đó Đức Phật nêu lên từng tự về 12 mắt xích của cái dòng thập nhị nhân duyên này theo cái chiều thuận thông thường là bắt đầu từ vô minh rồi lần lượt đến những cái chi pháp khác đó. Rồi gặp những cái chúng sanh khác, gặp những cái chúng sanh khác thì coi như là ngài sẽ bắt đầu ngài thuyết từ cái phần giữa của 12 chi, có nghĩa là lúc đó ngài thuyết từ thọ trở lên cho đến lão tử đó, chứ không phải là lúc nào Đức Phật cũng thuyết về vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Không phải lúc nào ngài cũng thiết như vậy. Ví dụ như ngài thấy mình bị vướng mắc ở những cái phiền não nào, ở những cái chấp thủ nào,
thì Ngài thuyết về ngay cái điều đó. Đó, rồi có trường hợp á, thì Ngài sẽ thuyết là cái lý duyên sinh này theo cái chiều ngược lại, có nghĩa là bắt đầu là từ những cái chi cuối là trở ngược lên, có nghĩa là Ngài sẽ thuyết cho chúng ta biết được là lão tử á, là do là có sanh, là chúng ta có lão, chúng ta có già, chúng ta có chết, là tại sao, là do chúng ta có sanh ra đó, mà hãy mà do đâu mà chúng ta có sanh ra, do có hữu, do có hành, vân vân đó. Thì Đức Phật lại thuyết cái cách đó là cái cách thứ ba. Rồi có khi Ngài lại dùng cái cách thứ tư, có nghĩa là Ngài thuyết từ cái phần giữa của 12 viên trở ngược lên, có nghĩa là từ ái mà cho đến vô minh đó. Thì quý vị thấy cũng như ở trong cái giáo lý của chúng ta có những cái điều mà chúng ta đọc vô đó, thì chúng ta thấy rằng nó không có, cũng như là mình mới đầu mình đọc vô đó, mình thấy nó không có một cái gì hay hết. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta học nhiều được giáo lý, thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận, chúng ta thấy hay. Thí dụ như ở trong cái bài kinh Tứ Thực Đi, Tứ Thực Đi, thì mình nghe nói là Tứ Thực này ở trong đó có cái gì, có cái gì, xúc thực, rồi tư niệm thực, vân vân. Chúng ta chỉ nghe về cái điều đó, chúng ta không có thấy cái gì mà nó hấp dẫn. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà chúng ta học, chúng ta có học giáo lý duyên sinh này, thì lúc đó, đó chúng ta mới biết được là ở trong đó có lúc Đức Phật Ngài sẽ thuyết về thập nhị nhân duyên, nhưng mà Ngài sẽ lấy cái tứ thực để mà Ngài nói. Thì ở trong cái tứ thực này tại sao mà nó liên quan đến thập nhị nhân duyên, quý vị? Tứ thực lấy cái gì mà làm duyên khởi? Đó, tứ thực này lấy ái làm duyên khởi. Đó, ái lấy gì làm duyên khởi? Ái lấy thọ làm duyên khởi. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng không phải vô cớ mà bậc đạo sư của chúng ta đó lại dùng những cái cách, nhiều cái cách này để mà thuyết về thập nhị nhân duyên, quý vị. Quý vị biết rằng á, bậc đạo sư của chúng ta đó Ngài thuyết về cái cách thứ nhất á, là Ngài muốn giải thích được cho chúng sanh thấy được cái quá trình hiện hữu của muôn loài, cái quá trình hiện hữu của muôn loài đó. Thành ra đó Ngài mới thuyết để cho chúng sanh biết được cái gốc mà tại sao mà có mặt, có mặt chúng ta ở trên cái thế gian này đó. Thành ra Đức Phật mới thuyết về vô minh duyên cho hành đó. Rồi á, khi mà Đức Phật á, Ngài thuyết cái cách thứ hai á, là để chi, quý vị? Để cho mà cái chúng sanh đó đó luôn luôn cái chúng sanh đó khi mà nghe rồi đó thì mới phá vỡ được cái quan kiến là vô hậu thân. Vô hậu thân có nghĩa là họ không tin có cái đời sau đó. Thành ra Đức Phật mới thuyết giảng bằng cái cách thứ hai để cho mình, để chứng minh cho mình biết rằng là khi mà những cái pháp á, mà ái thủ nghiệp hữu vô minh á, và hành á, hãy mà được huân tập thì ở chắc chắn nó sẽ cho cái quả vị lai đó. Bây giờ á, chúng ta thấy rằng á, cái cách thứ hai này nè, nó thật sự ra đó nói về chúng ta đó, nó rất là dễ hiểu, nó rất là dễ hiểu. Ở trong cái đời sống này đó, quý vị có ái không?
quý vị có ai không? Cái cách thứ hai này đối với chúng tôi á, là chúng tôi thấy rằng á, khi mà mình học vô đó là mình coi như là mình biết rằng là mình có đời sống sau, mà không biết đời sống sau mình ở trong cái cõi nào thôi. Chúng tôi hỏi quý vị á, bây giờ á, ở trong cái đời sống này á, mình có ái không? Mình có thích cái này thích cái kia không? Có chứ quý vị. Mình nói bây giờ nói về cái đời sống hàng ngày của mình nè, mình có thích mặc đẹp không? Có không? Có. Mình có thích ăn ngon không? Mình đừng nói là nhiều khi mình không thích ăn ngon nha quý vị. Nó dù sao nó cũng có một chút xíu thích ở trong đó. Dù gì đi nữa mình cũng có một chút xíu thích ở trong đó. Thí dụ như đối với những người mà người ta không có tu tập, hoặc là đối với những người mà cái đời sống của người ta trẻ đó, cũng như là cái sức trẻ của người ta đó, thì người ta cái ái của người ta nó mạnh, người ta thích thí dụ như là cái món ăn đó, đồ này kia. Còn mình thì mình cũng thích, nhưng mà do cái tuổi tác của mình bị, mình cũng kìm lại chút chứ. Không lẽ giờ mình là xui gia rồi, không lẽ là mình là xui gia rồi, không lẽ là mình thích mà nó lộ liễu ra, cái điều đó nó không được. Thành ra đó, lúc đó mình phải vì cái tuổi tác, hoặc là vì mình cái địa vị của mình ở trong cái gia đình đó, thành ra mình phải ngăn lại bớt. Thành ra đó, quý vị thấy rằng cái ái mình có đủ hết, ăn ngủ, hoặc là những cái cảnh, hoặc là những con người nam nữ với nhau, vân vân. Nhưng mà mình do thí dụ như là, một là mình có học, mình có tu, thì mình còn kìm lại, mình còn có cái sự nó giảm bớt, hoặc là do cái tuổi tác của mình, mình cũng kiềm chế lại, được một chút nào đó. Đó thì chúng tôi muốn nói ra những cái điều này á, là để chi quý vị, để cho chúng ta biết rằng là cái sự tu tập của chúng ta nó có lợi ích. Chúng ta biết được có đời này có đời sau, đó, có đời này có đời sau. Thành ra đó, rồi chúng ta biết được là mình cũng bị cái ái nó chi phối, nhưng mà mình giảm bớt từ từ, mình giảm bớt từ từ, do mình có cái sự tu học đó. Trong đời này ái mình cũng còn một đống đó, rồi từ cái ái đó nó trở nên mình chấp thủ, mình chấp thủ đó. Thì bây giờ mình có học thì cái sự chấp thủ của mình nó chỉ là dục thủ thôi, có nghĩa là mình chấp thủ những cái thứ mình thích đồ này kia, chứ mình không có rơi vào những cái tà kiến thủ, mình không có rơi nặng vào những cái tà kiến đó. Đó thành ra đó, rồi hàng ngày mình có tạo nghiệp không? Có. Nó có tạo nghiệp hết quý vị. Mình thương con, thương cháu, rồi mình cũng phải lo, mình đi làm cái hành động này, cái hành động kia. Mình cái người mà may mắn thì người ta có những cái nghề nghiệp nó chân chánh. Thí dụ như người ta đi làm hãng xưởng, rồi tới ngày tháng người ta lãnh lương. Còn đối với những người mà do cái phước người ta kém, người ta phải đi ra ngoài chợ người ta mua bán, rồi trong đó cũng phải nói dốc chứ, nói thiệt quá rồi sao mà buôn bán có lời quý vị. Đó là mình lời nhiều thì mình nói lời ít, vân vân. Đó thì ít nhiều gì nó cũng mang một cái nghiệp ở trong đó. Ít nhiều gì nó cũng mang một cái nghiệp ở trong đó. Đó, nó không mang cái nghiệp về khẩu thì nó cũng mang cái nghiệp về ý, vân vân. Đó, thành ra chúng tôi thấy cái chỗ này cái cách thứ hai này đó, mình rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Đó, mình biết được là coi như là mình còn cái đời sống kế tiếp, cái đời sống kế tiếp là do đâu? Do ái mình còn, rồi cái sự chấp thủ của mình nó cũng còn. Đó, mình chấp thủ coi gì chứ, ai có cái gì là chấp thủ cái đó, ai mà đang muốn cái gì là chấp thủ cái đó. Đó thì
Cái này là do cái năng lực mình tu tập. À, do cái năng lực mình tu tập thì nó sẽ gọt, nó gọt mỏng mỏng, à, nó gọt mỏng mỏng giống như là cái đồ mà của cái máy bào của thợ mộc đó. À, cái máy bào của mình nó dởm, à, nó dởm ra mình gọt được chút ít chút ít. Còn những người mà người ta có ba la mật, cái phước báo người ta dày, à, thì người ta gọt thì coi như là người ta gọt được nhiều, à, cũng giống như là cái máy của thợ mộc mà người ta bào nó bén vậy đó. Đó, rồi mình tạo nghiệp, à, nghiệp hữu, à, cái nghiệp mà coi như là cái nghiệp hữu, à, cái nghiệp mà nó đưa mình là có cái đời sống khác đó, có cái đời sống mới đó, à, thì cái đó gọi là nghiệp hữu. Còn à, còn vô minh, à, vô minh thì chúng ta biết rồi, à, vì cái à, vô minh này nè, à, vô minh nó là, nó là cái chi pháp của nó là sở hữu si, à, sở hữu si nó che khuất, à, nó che khuất, nó không cho mình à, nhận thức được à, cái thực tánh của cái đời sống này. Cái si này đó, nó che nó cho nó lúc đó đó, thí dụ như đó, cái tâm tham của mình nó sanh lên quý vị đó, cái nhiệm vụ của vô minh lúc này nó che cho mình không có thấy vô thường, khổ, vô ngã, vân vân đó. Thành ra lúc đó đó mình mới tham được, à, ái nó mới sanh lên được. Còn bây giờ đó, mà mình tu tập đó, à, mà tâm trí mình, trí tuệ của mình, à, giống như là những cái bậc mà cận tu đầu hoa, à, hoặc là à, những cái tâm mà đại thiện mà học trí, à, nó sanh lên mạnh mẽ, thì lúc đó nó chúng ta nhận thức ra được, à, cái đời sống này nó là vô thường, à, thì chúng ta không có cái sự chấp thủ. Nhưng mà do chúng ta lúc đó chúng ta bị à, vô minh, à, nó che, thành ra coi như là chúng ta không nhận thức ra được đó. Thành ra đó, ở trong cái cách thứ hai này, tại sao mà chúng tôi nhấn mạnh nhiều đó, thì chúng tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị biết rằng là mình có đời sống kế tiếp, mình có đời sống sau, à, mình có đời sống sau do ngay hiện tại này nè, mình có ái, có thủ, rồi có nghiệp hữu, à, rồi bị vô minh nó chi phối nữa, rồi có những cái hành động, à, những cái hành nhé, à, à, những cái hành đó, bất động hành, phi phục hành đó, đó, chúng ta có những cái hành đó đó, thành ra đó, à, chắc chắn là chúng ta có đời sống kế tiếp, à, có đời sống kế tiếp. Thì cái đời sống kế tiếp thì nó sẽ cho chúng ta cái gì? Nó cho chúng ta thức nè, à, cái thức đi tái sanh đó, đó là chúng ta vô trong một cái bào thai nào đó, hoặc là chúng ta hình thành một cái đời sống nào đó, thức nè, danh sắc nè, nè, lục nhập nè, rồi xúc nè, rồi thọ nè, đó. Thành ra nó sẽ à, cho chúng ta năm cái thành phần này lại, thành ra đời sống sau mới gom chung chúng ta lại là người, hay là chư thiên, hay là nam, hay là nữ, hay là à, chúng sanh, à, một cái chúng sanh nào đó. Đó, dễ hiểu không quý vị? Dễ hiểu không? Chúng tôi thấy cái cách thứ hai này dễ hiểu lắm nha. Quý vị thấy cái cách thứ hai này đó, ở trong cái giáo lý thập nhị nhân duyên này đó, à, thì chúng ta bắt nguồn từ chỗ này, à, tự chúng ta mà chúng ta đừng nói là bây giờ mà chúng ta hết ái rồi nha, không có đâu nha, à, không có chuyện đó đâu. Chúng ta còn ái mà gọi là nói theo thời nay á, là ái mỏng mỏng, à, ái mỏng mỏng, ái chút ít nó, thì nó có thể là do cái sức của chúng ta mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi với cuộc đời này quá rồi. Thật sự ra đó quý vị, đối với chúng tôi thì không phải là do mình, không phải là do mình đoạn tận được, nhưng mà có điều đó là mình cảm thấy mình chán quý vị, cảm thấy mình chán. Sẵn ở đây chúng tôi cũng tâm sự với quý vị chứ, quý vị biết đó, trong cái thời gian mà chúng tôi tu tập, chúng tôi không có cái duyên lành mà mình gặp được những mà
những gia đình đại gia đi đến chùa hỏi sư muốn xây đó không, hay là sư muốn năm nay sư muốn làm lễ dân y làm sao. Chúng tôi thật sự ra mình không có gặp được những cái đại gia đó quý vị. Những cái gì mà chúng tôi có được trong những cái thời gian qua đó, chúng tôi ngồi chúng tôi suy ngẫm lại, mình ngồi mình suy ngẫm lại đó, thì những gì mình có được trong cái thời gian qua đó là do đâu? Do mình đi tụng kinh Nam Ma nè, mình đi tụng kinh cho người bệnh, người ta hấp hối gần chết nè, rồi người ta đám cưới mình cũng tụng nè, rồi người ta sinh nhật mình cũng tụng nè, mình cũng thuyết mình cũng tụng nè, rồi người ta động thổ nhà nè, là động thổ để xây dựng nhà đó, mình cũng tụng kinh nè, rồi người ta chết cháy chết chìm, nói chung là người ta bệnh ở nhà, bệnh ở trong bệnh viện, ở đâu mình cũng đến để mà mình tụng, để mà mình hộ niệm, hoặc là mình thuyết giảng hết đó. Chứ nó không có được giống như là những cái ngôi chùa mà thầy tổ để lại, thầy tổ để lại rồi có một nguyên một cái vàng, nguyên một cái vàng đệ tử cứng cáp đồ này kia vân vân, không có gặp được những cái trường hợp đó. Thành ra quý vị biết, chúng tôi nhiều khi mình nghĩ cái cuộc tu của mình nó giống như là võ sĩ đó quý vị. Có nghĩa là hôm nay là đem đi quýnh với Campuchia là quýnh Campuchia, mai quýnh với Lào, cứ lên đài là đóng. Thì trong cái thời gian đó đi đó, quý vị biết rằng đa phần là gặp người bệnh như người chết, người bệnh như người chết. Mà quý vị biết gặp những cái trường hợp đó đó làm cho mình cảm thấy mình rất là sợ, mình rất là sợ cái thân này, rất là sợ cái thân này quý vị. Có nghĩa là cái thân, cái thể trược mà mình đang bám giữ nó nè, thiệt phải nói rằng nó rất là sợ. Chúng tôi là coi như là gặp những người mà đột quỵ, rồi những người ung thư, những người ung thư đủ thứ đó, ung thư thận, ung thư phổi, ung thư não, nó đủ thứ chuyện hết. Mà những cái chết đó quý vị biết rằng là coi như là nó đều xảy ra đau đớn, nó diễn ra rất là đau đớn đó, rồi xong rồi người ta mới chết. Thành ra đó chúng tôi cảm thấy nó cái mình cảm thấy rằng đối với bản thân của mình đó, thì trước sau mình cũng phải lãnh một cái chứng bệnh gì đó rồi mình ra đi. Thành ra chúng tôi cảm thấy nó chán quý vị. Chính nhờ vì vậy đó mà mình gặp mọi người đó thì mình muốn làm cái điều gì đó tốt đẹp cho mọi người, mình làm được thì mình làm, còn làm không được thì mình cười rồi mình quay mặt mình đi thôi. Chứ cũng làm bây giờ cũng làm biến mà tranh cãi hoặc là gây gổ quý vị. Thí dụ có những người ta đưa post bài lên mạng đó, người ta chê Phật giáo Nguyên Thủy mình ăn mặn đồ này kia, thì phải nói là bây giờ không có rảnh để mà mình tranh cãi chi ở trên chuyện đó, vân vân. Thì ở đây đó, thì chúng tôi tâm sự cho quý vị biết là không phải là mình là một cái người mà tu mình nó hết ái, nhưng mà mình cảm thấy bây giờ nó không còn đủ sức để ái nữa, không còn đủ sức để ái nữa đó. Thành ra đó mình nghĩ rằng là thôi bây giờ mình ráng mình tạo được cái công đức phước báo gì đó, mình tạo được thì sẽ tốt, còn mình tạo không được thì đi vô mình nằm ngủ còn đỡ hơn là đi gây gỗ, đỡ hơn là đi tranh cãi đó. Thì chúng tôi nghĩ quý vị cũng coi cái này để quý vị tu tập. Có nhiều khi mình thấy cái lớp học nào đó mà mình theo mình học đó, mà mình cảm thấy mà mình học từ từ đó thì mình mới nhàm chán cái dòng sanh tử luân hồi này, thì mình cố gắng mình học. Còn mà mình cảm thấy cái chỗ nào á mà họ cứ tranh qua cãi lại đó thôi, mình bỏ mình đi ngủ, nó còn khỏe hơn quý vị.
Nó đúng rồi, đúng rồi, đừng có mình thấy cái, mình phải biết được cái hội chúng nó là cái hội chúng nó là phiền phức. Đó, thật ra nó quý vị biết không, trong những cái thời gian mà chúng tôi không có lên Ban Thoát, chúng tôi rất là nhớ, chúng tôi rất là nhớ Phật tử ở trên Ban Thoát, rất là nhớ muốn lên chia sẻ tâm sự với quý vị. Thí dụ như ở trong cái mùa lễ dân y cũng muốn lên để chia sẻ với quý vị hôm nay lễ dân y ở chùa đó như như thế này như thế kia vân vân, nhưng mà quý vị biết cũng không có thời gian, cũng không có thời gian nữa quý vị. Nó thành ra đó nhờ cái sự xa cách lâu ngày quý vị thành ra nó mới mình mới biết rằng là mình có cái mình cũng có cái ái như cái rùng nữa đó quý vị thấy không. Một cái Ban Thoát nó cũng là một cái ảo gì đó, không có gặp mặt, không có cái gì hết, mà nó cũng có, nó cũng cũng nhớ quý vị, nó cũng nhớ nhớ rồi này kia đó, thành ra coi như là, nhưng mà nhớ cái điều này á, thì nó cũng không đến nỗi, nó không có đến nỗi mà làm cho tâm của mình nó sân lên, những cái điều này nó không có làm cho cái tâm của mình sân lên đó, thành ra nó cũng không không có nguy hiểm gì mấy đó. Rồi ở đây thì nhớ mỏng mỏng đúng là hôm nay sao chúng tôi nhớ lại cái từ mỏng 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 như ngày xưa vậy đó. Thành ra đó ở trong cái bài thập nhị nhân duyên này đó, khi mà đọc đi đọc lại là chúng tôi cảm thấy hay, cảm thấy rằng á bây giờ chúng tôi mới hiểu được, bây giờ chúng tôi mới hiểu được là mình á, có những cái mình học, thí dụ như mình nghe nói đến tà kiến đồ này kia, mình muốn học mà biết được tà kiến này tà kiến kia đó, nhưng mà khi mà mình biết được cái giáo lý thập nhị nhân duyên này rồi á, mình mà học cái này á, thì tự nhiên cái tà kiến nó mất. Mình học học cái này mình thấy rõ ràng có nhân có quả có đó rồi, làm sao mà nói rằng là có cái không có những cái, làm sao mà nói rằng là có những cái thượng đế hoặc là có những cái gì nó thường hằng quý vị. Nó thành ra mình học được cái điều này tự động tà kiến nó sẽ rơi rụng dần dần đó, thành ra đó quý vị thấy rằng Đức Phật có cái cách thuyết thứ ba nữa, đó là khi mà thuyết về cái lý duyên sinh này đó, theo cái cách thứ ba đó, là lúc đó Đức Phật đó, ngài thực tế hóa cái nguyên lý, ngài làm cho chúng sanh dễ nhận thức hơn nữa đó, đối với những người mà có cái kiến chấp đó như chúng ta thấy rõ ràng á, tất cả đó là những cái khổ đau ở trên đời đó, mà chúng ta phải gánh chịu á, nó được bắt đầu từ cái gì vậy? Nó bắt đầu từ cái giai đoạn sanh ra, bắt đầu từ cái giai đoạn sanh ra. Bây giờ chúng ta có sanh ra ở trong cái cuộc đời này, thì bắt đầu là coi như là chúng ta hình thành những cái sự khổ đau, hình thành cái sự những cái sự khổ đau từ từ. Đó thì có sanh mới có tất cả, có sanh thì mới có già, có bệnh, có chết. Đó thành ra đó. Thành ra lúc đó đó Đức Phật mới bắt ngay cái chi sanh này, bắt đầu ngài mới giảng cái sự sanh đó là cội nguồn của cái gì quý vị của nghiệp hủ, của nghiệp hủ đó, nghiệp hủ là tập khởi của sanh đó, rồi chính cái nghiệp hủ này nó cũng có tập khởi. Cứ thế mà chúng ta quay lại trở lại từ đầu đó, chúng ta quay lại trở lại từ đầu đó, thì chúng ta thấy rằng những cái cách này á, là để cho những cái người mà thông thường người ta ưa chấp về cái này chấp về cái kia, để mà người ta nghe cái cách thứ ba này người ta dễ nhận thức ra đó. Rồi thành ra đó, thành ra rồi quý vị biết rằng đối với Đức Phật của chúng ta đó, là ngài
coi như là tại vì sao? Ngài gặp nhiều chúng sanh quá, Ngài gặp nhiều chúng sanh quá, không phải chúng sanh nào cũng dễ độ hết. Đó, thành ra đối với cái Phật trí của Ngài, coi như là Ngài phải dùng cái cách thứ tư. Cái cách thứ tư có nghĩa là Đức Phật lại nhấn mạnh về cái tứ thực. Cái tứ thực là nó đối với chúng ta nè, chúng ta cũng bị vướng lắm, vướng lắm quý vị. Cái vật thực đó, chúng ta tưởng là cái thức ăn không, không có đâu, không phải đâu. Đó, tứ thực đó, là chúng ta là biết là có xúc thực nè, tư niệm thực nè, đó, rồi những cái loại mà cái tinh thần của chúng ta đó, gọi là cái thức thực, rồi cái thứ tư đó mới gọi là cái vật thực. Mà cái điều này á, là do đâu quý vị? Nó cũng do ái, do ái nó sanh ra, do ái nó sanh ra. Đó, thì những cái chúng sanh, tất cả chúng ta đó, sống đều nhờ vào cái thực này, cái tứ thực này. Đó, thì bất vậy thì xúc thực là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là bất cứ một cái mình biết được một cái ngoại cảnh nào thì nó đều có cái xúc thực ở trong đó, có cái xúc thực ở trong đó hết. Đó, tức là sở hữu xúc đó, sở hữu xúc đó. Cái này nó cũng quan trọng lắm nha quý vị. Có nhiều người đó, mà quý vị thấy không, người ta nhìn cảnh, hoặc là người ta làm thơ, hoặc là người ta có một cái cảm giác gì đó, đến nỗi mà người ta cảm thấy người ta no vui, đến nỗi mà người ta cảm thấy người ta no. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình gặp lại bạn bè, gặp lại cái người nào mà mình thân, mình thích, có nhiều khi là coi như là mình lúc đó là mình quên đi cái giờ ăn của mình luôn, mình quên đi cái sự đói của mình luôn. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với cái xúc này nó cũng rất là quan trọng, cái xúc gọi là xúc thực đó. Rồi cái tư thực á là cái món ăn thứ hai, cái món ăn thứ hai cho mình đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này đó, là coi như là cái tư thực này nó cũng là cái nhân để mà đem đến sanh tử luân hồi này. Tư thực này có nghĩa là những cái hành động thiện ác, bất cứ một những cái sinh hoạt nhỏ lớn nào của tất cả chúng ta cũng phải do cái tư tâm sở nó điều động thì nó mới điều hành được, nó mới điều hành được cái hành động thiện hoặc là bất thiện của chúng ta. Đó, thì đây gọi là tư thực. Cái món vật thực mà thứ ba đó, mà giúp cho sanh tồn của tất cả chúng ta là thức thực. Đó là thức thực, là ở đây là chỉ cho cái thức tái sanh, cái thức mà tục sanh đó, thì gọi là cái thức thực, và luôn cả cái thức bình nhật, luôn cả cái thức bình nhật. Đó, thì cái điều này chúng tôi chỉ nhắc sơ qua thôi. Còn cái thứ tư thì mới gọi là những cái mà loại vật thực mà chúng ta ăn ấy. Cái thứ tư đó là cái đó là chúng ta dễ hiểu rồi, trong mỗi ngày thì chúng ta đều ăn những cái thức ăn cơm nước bánh trái vân vân, thì cái đó gọi là đoàn thực. Thì có tất cả những cái sanh loại, hoặc là tất cả chúng ta đều ăn uống mới sống được, thành ra Đức Phật gọi là cái đó là đoàn thực hay là thực phẩm. Đó, thì qua bốn cái mà chúng tôi đã nêu lên đó, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà cần đó, chúng ta đó phải nắm lấy một cái một cái
một cái mấu chốt nào đó để mà chúng ta lần dò ra được cái dòng sanh tử, thì mình cũng có thể mà lấy được, lấy cái tứ thực này để mà chúng ta lần mò ra được. Đó là tại sao vậy quý vị? Tại tứ thực này á, nó lấy cái gì? Nó cũng lấy ái, nó cũng lấy ái làm tập khởi. Đó, bây giờ á, quý vị không có ái á, sao mà quý vị có xúc thực? Rồi mình không có ái á, sao mà mình có tư niệm thực? Rồi mình không có ái á, rồi sao mà mình có thức thực? Rồi mình không có ái á, sao mà mình đoàn thực? Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng là coi như là cũng lấy ái làm tập khởi. Rồi ái đó thì ở đâu có quý vị? Ái do đâu có? Do có thọ làm duyên. Do có thọ làm duyên. Đó quý vị thấy rằng thọ gì mới thọ khổ, thọ lạc, rồi thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc nữa đó. Rồi thọ hỷ, thọ u, thọ xả, thọ nào á là coi như là mình cũng bị ái hết đó. Mình cũng bị ái hết đó, cảm giác nào mình cũng bị ái hết đó. Đó, thành ra quý vị thấy không, ngay cả cái đối với cái tứ thực chúng ta cũng lần mò ra được cái vết tích, cái dấu vết của dòng sanh tử luân hồi này là do đâu mà có, do đâu mà chúng ta thực hiện được cái tứ thực này, là do ái, mà ái này nó có do thọ làm duyên. Đó thì từ từ chúng ta cứ lần lên tới cái điểm vô mình nữa, tới cái điểm vô mình nữa, thì chúng ta cứ theo đó, chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tháo gỡ từ từ. Cái này thì giống như là chúng ta lần gỡ những cái nút mà nó bị thắt, rút lại đó, chúng ta cứ lần gỡ từ từ. Thành ra đó chúng tôi mới nói rằng là cái giáo lý duyên sinh này là một cái hệ thống pháp nghĩa nó toàn hảo, nó toàn hảo chỉ có ở trong Phật giáo của chúng ta thôi, chỉ có ở trong Phật giáo của chúng ta thôi. Dù cho mà quý vị thấy rằng là mình có giải thích hoặc là mình có tu tập theo cái cách nào đi nữa, trong bốn cách này mình có theo cái cách nào đi nữa, bây giờ mình có tệ lắm thì mình cứ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Mình cứ lần mò vòng vòng ngay chỗ đó đi, vòng vòng mấy cái chỗ này đi. Đó thì quý vị thấy rằng á, một cái đời sống nào đó, ngay ở trong cái đời sống này đó, thật sự ra quý vị mà hiểu được á, thì mình cũng bớt đi cái sự chấp, bớt đi cái sự chấp thủ, thì nó cũng gần gần đến mà để mà nó làm rơ rụng tà kiến, nó dần dần nó làm rơ rụng cho chúng ta rồi đó. Thì khi mà đến một cái lúc nào đó, khi đến một cái lúc nào đó mà chúng ta đó, mà đủ duyên lành ba la mật rồi, chúng ta sẽ tỏ ngộ với những vị tỏ ngộ tứ đế liền. Tỏ ngộ tứ đế liền, cũng như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là mình cảm nhận được cái cuộc đời này nó là khổ, thì mang cái thân ngũ uẩn này thì bây giờ chúng tôi mới biết khổ. Mình không biết là cũng như hồi đó thấy người ta đeo mắt kiến phái lắm, phái lắm quý vị, thấy người ta đeo mắt kiến phái lắm, mình thấy rằng mấy người đeo mắt kiến là tri thức ha. Trời ơi, bây giờ quý vị biết không, mà quên đem theo cái kiến là coi như là thua, coi như là không thấy đường. Mà hãy đeo một hồi đó là quý vị biết rờ lên mặt đó, là mình thấy rằng là nó có hai cái lằn do hai cái gọng kiến đó, nó áp sát vô cái mặt mình đó. Đó, thành ra đó mình thấy rằng cái gì nó cũng khổ. Hồi lúc trước đó thì thấy người ta đeo mắt kiến là trí thức ham lắm. Rồi bây giờ là quý vị biết là chúng tôi cũng có ba cái mắt kiến, một cái để ở trên bàn, một cái để ở trong túi dèm, một cái để trong phòng ngủ quý vị.
nó thành ra nhiều khi quên nó thôi. Bây giờ đó, tại vì không có chánh niệm nữa, phải tốn tiền, phải chi người ta có chánh niệm, người ta có một cái à. Đó mình do mình tu hay quá, không có chánh niệm nó thành ra, mình phải ba cái, phải mua ba cái đó đó. Thì ở đây á, chúng tôi nói rằng là mình bây giờ mình có mình mà có dốt, mình chấp nhận mình dốt đi, mình cứ ngồi, mình cứ vô minh duyên hành, hành duyên tức, tức duyên nhân sắc, nhân sắc duyên lục nhập đó, rồi mình ngồi mình cứ luyện nè, mình ngồi mình cứ luyện. Quý vị nè, chúng tôi nhớ thập nhị nhân duyên này, hồi xưa đó, hòa thượng ân sư của chúng tôi đó, hòa thượng Nhất Chánh đó, ngày coi như là sáng là ngày luyện, ngày coi như là ngày cầm cái quyển đó, ngày đi tới đi lui để mà ngày coi đó, rồi trưa cũng vậy, đến nỗi mà đi ngày coi mệt, ngày nằm lên võng ngày coi đó. Thì vậy đó, thành ra ngày nay chúng tôi mới mới được học, mà chúng tôi mới được học, mới được biết là những cái điều này đó. Thì khi mà mình luyện cái này riết á, thì sao quý vị? À, đối với tứ đế mình nó sẽ hiển lộ trong tâm của mình đó, thì mình mới biết rằng là mọi hiện hữu ở trên đời này cái gì nó cũng là khổ hết đó. À, nó cái gì nó cũng là khổ hết đó. Đó rồi mình thích cái gì á, thì nó cũng là thích ở trong khổ đó. Vậy ra đó, bây giờ mình mới thấm thía từ từ đó, do 12 chi này nè, mình thấm thía từ từ quý vị, mình thấm thía từ từ đó, rồi mình sẽ thấy được mọi hiện hữu ở trên cuộc đời này đều là khổ đó. Rồi mình thấy cái sự thích thú đó, đó là cái nhân sanh khổ, mà thấy mà chừng nào mà nó vắng mặt, nó vắng mặt có nghĩa là mình đoạn diệt được, đoạn diệt được cái sự thích thú đó, cái sự mà ái tham đó, thì coi như là lúc đó là nó chấm dứt, chấm dứt khổ đó. Mà cái công đoạn á, cái công đoạn mà mình đoạn diệt thú đó, nó là cái con đường, cái con đường được diệt khổ đó. Mình chỉ lúc đó mình chỉ ngồi mình suy xét, mình hiểu như vậy rồi mình tu tập thôi đó. Thành ra quý vị thấy rằng là giáo lý nhân sinh này là một cái hệ thống pháp nghĩa, nó toàn hảo, toàn hảo của bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài thuyết, ngài đã dùng nhiều cách để mà ngài thuyết lại cho chúng sanh có cái duyên lành, để chi? Để mà tỏ ngộ tứ đế, chứng đắc được đạo quả. Bởi cái người cái vị mà tuyên thuyết về cái thập nhị nhân duyên này là một bậc đạo sư, một bậc mà quá thiện xảo, quá thiện xảo. Thành ra đó, quý vị thấy rằng á, như ở bởi vì ở trong cái bài mà trường bộ mà hôm bữa chúng tôi giảng ở bên Phước Sơn đó, mà họ đi tán thán về cái giới hạnh của Như Lai, tán thán về giới hạnh của Như Lai, có nghĩa là họ tán thán Đức Phật không ăn phi thờ, Đức Phật không thọ nhận tiền bạc, Đức Phật không có nghe đờn ca múa hát vân vân. Thành ra đó, Đức Phật nói trời, Như Lai không có nên tán thán về cái giới hạnh, cái giới đức của Như Lai đó. Như Lai Đức Phật của chúng ta đó là một cái bậc mà thiện xảo, cái khả năng thuyết, cái khả năng của ngài, ngài thấy được những cái pháp đó, rồi ngài đủ cái thiện xảo để mà thuyết giảng cho tất cả chúng sanh nghe đó. Chúng sanh này dướng vào cái tà kiến này nè, ông này dướng vào ái nè, ông này dướng vào tà kiến nè, bà này dướng vào cái sự chấp thủ nè, rồi đây vô là thuyết ngay cái chỗ đó là coi như là đắc đạo đắc quả. Thì ở đây á, là chúng ta thấy rằng là giáo lý duyên khởi này được thấy bởi một bậc đạo sư, rồi được được tiên thuyết cũng không ai khác hơn là bậc đạo sư của chúng ta đó, một cái bậc thiện xảo về về pháp và luôn cả về cái khả năng để mà
thuyết giảng đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là cái pháp này á, cái dòng thập nhị nhân duyên này đó, mình cứ cố gắng mình học, giống như là một cái thầy gì á, mà quý vị thấy không, người ta học cái gì, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại vô ngại đại bi tâm đà la ni gì đó đó, thì quý vị thấy rằng người ta luyện cái đó đó, người ta luyện mà người ta không hiểu, còn mình á, là coi như là mình luyện mà mình cũng hiểu được 1/10. Có nghĩa là thí dụ như mình có hơi dốt tí xíu đi, mình chấp nhận mình là dốt đi, thì mình cũng tối ngày là mình cứ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc duyên lục nhập đó, mình cứ tụng vậy hoài đi, là chúng tôi bảo đảm cũng được, nó cũng được rồi quý vị đó. Chúng ta cứ luyện vậy đi, là coi như là thật sự ra đó, quý vị biết cái Phật tử của chúng ta đó, có được cái là chúng ta nhiều cái là coi như là ở trong nội công của chúng ta không biết làm sao, nhưng mà hỏi tới 37 phẩm trợ đạo là quý vị nói ra đọc 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 hết cho tôi, cho mọi người nghe. 37 phẩm trợ đạo được mở đầu bằng tứ niệm xứ, kết thúc bằng bát chánh đạo, thấy được tứ đế đó. Quý vị cứ lên trả lời vòng vòng vậy đó, thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, những cái câu này chúng tôi bảo đảm sau này quý vị mà có hôn mê hay quý vị có bệnh hoạn mà quý vị tụng đọc cái đó trong tâm là quý vị cũng sanh thiên, bảo đảm sanh thiên. Nếu mà sanh lại làm người có chánh kiến đàng hoàng, có chánh kiến tốt đàng hoàng. Còn quý vị mà cứ a di ba đa bà dạ ba đa gì đó là coi như là không biết nha, nó không bảo đảm nha. Để có dịp chúng tôi sẽ nói thêm cái điều đó. Bây giờ thì chắc có lẽ là hết thời gian rồi, hết thời gian rồi. Thành ra chúng tôi xin được tạm ngưng ha. Kỳ sau chắc cũng nói thêm về giáo lý thập nhị nhân duyên này quý vị. Có nhiều cái điều nó còn hay lắm quý vị. Thành ra chúng ta cũng ráng học thêm 1-2 buổi nữa đi. Rồi qua cái bài khác ha. Dạ, bây giờ thì dù gì ít nhiều gì cũng là một cái thời thiết giảng, nên chúng tôi xin thành tâm dâng phút này đến chư Tôn Đức Tăng và chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ngài quý vị được an vui và tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phút này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời giới thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thác Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên Chúa Diêm Vương, mong các ngài các vị quan hỷ phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giả. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp tính rất là nhiều. Hôm nay đại sư đã giảng dạy cho chúng con bài học 12 duyên khởi ạ. Bây giờ con thấy còn giờ, sư có cho câu hỏi không sư? Dạ, con không biết là đạo tràng còn thắc mắc gì không ạ. Dạ, con thấy là sư hoan hỷ. Dạ, không biết là đạo tràng còn thắc mắc vì gì bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính mời bàn tay của quý đạo hữu. Dạ. Không biết là Huynh Thính Pháp có, anh Huynh Thính Pháp có thắc mắc không ạ? Chị Kim Nhung. Dạ, rồi Huynh Giang Nhất Hạ, dạ xin mời bàn tay. Dạ, Nguyên Trang kính mời anh Huynh Thính Pháp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con đảnh lễ sư thanh tâm, sư phật tính, sư pháp trang với bà cô tu nữ cùng thể đạo tràng.
Dạ, mô Phật thưa sư, hồi nãy sư giảng rất nhiều về thập nhị nhân duyên đó sư, nhưng mà có một phần con chưa có hiểu rõ lắm là ở chỗ sư nói về vấn đề mà tất cả mọi hiện hữu đều là khổ đó sư. Như vậy thì cái khổ là được nhìn dưới cái dưới nhãn quan, dưới cái quan điểm của Phật giáo, khổ nó được coi như thế nào thưa sư? Mà tại sao lại nói là tất cả mọi hiện hữu là khổ? Bằng chứng con thấy rằng bây giờ chẳng hạn những gia đình có vợ chồng con cái, họ đã làm về nuôi vợ nuôi con, cuối tuần họ có những cái lễ chùa, lễ Phật, lễ dân y, hay là có những làm phước báo sư, có thấy đời sống họ cũng tạm tạm ổn, là yên ổn, bình an, cũng hạnh phúc, cũng có khổ đau, cũng có buồn vui lẫn lộn, mà tại sao nó là tất cả mọi hiện hữu là khổ thưa sư? Sư có thể giảng rõ cho tụi con hiểu về định nghĩa của bên Phật giáo, là tại sao mà nói là từ hiện hữu đều là khổ thưa sư, và làm sao đó đoạn trừ cái khổ này, nó là khổ thứ hai thưa sư? Dạ, mô Phật, con xin xuống đất ạ. Dạ, xà thú Phật tử tính pháp. Thật ra nó mình thấy tất cả mọi hiện hữu đó, mà mình không thấy khổ đó, do có cái khổ đó, nó hiển lộ, và có cái khổ đó, nó chưa hiển lộ. Bây giờ quý vị thấy rằng bây giờ mình có một cái sự, mình thí dụ như bây giờ mình cái sự kiện nó rất là nóng hổi nè. Bây giờ quý vị thấy rằng đối với ca nghệ sĩ Chí Tài đó, hoặc là danh hài Chí Tài đó, quý vị thấy không, bây giờ tự nhiên đang ở Việt Nam, đang ở Việt Nam, ở chung cư ở mình, tự nhiên bây giờ đột quỵ chết đó, đột quỵ chết. Mà nếu mà quý vị nghĩ đi, như thí dụ như mình là Chí Tài, thì chắc có lẽ là trước khi mà mình chết đó, chắc mình cũng cúng dường được ba cái chùa làm lễ dân y rồi, hoặc là mình cũng cúng dường được 100 người ăn trong cái mùa lễ dân y này rồi. Nhưng mà rốt cuộc quý vị thấy rằng chưa kịp thì mình nhìn vô cái cuộc sống của những ca nghệ sĩ đó đó, quý vị thấy rằng cũng mặc đồ đẹp, cũng xe đón xe đưa, đi diễn về, xong rồi đi tập gym, đi tập thể thao, thể dục gì đó, tập gym, rồi về ở trong một cái căn hộ cũng cao cấp quý vị đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng là coi như là xây qua xây lại cái độc quỵ chết, mà chết thì bỏ lại cái gì quý vị? Bỏ lại tất cả những gì mà mình đã làm từ trước đến giờ đó. Thì mình nói rằng mình thấy rằng là ở trong, thí dụ như hồi nãy Phật tử Thính Pháp nói, có những cái gia đình, có những cái gia đình người ta, mình thấy người ta vẫn đi làm, vẫn đi làm về, vẫn sinh hoạt đồ vui vẻ đồ này kia, mình đâu có thấy khổ gì. Thật sự ra khổ sống khổ quý vị. Bây giờ mình nói con người của mình nè, đó, khi mà quý vị biết đó, mình học ở trong cái pháp tu về đại niệm xứ đó, thì chúng ta mới thấy cái sự khổ nhiều. Quý vị thấy rằng cái sự ăn của mình không nó cũng khổ, ăn của mình không nó cũng khổ nữa, vì cái tâm của mình lúc đó mình muốn ăn được, mình muốn ăn rồi nó mới ăn được, phải không quý vị? Rồi ăn rồi nó phải tiêu hóa xuống, nó tiêu hóa xuống rồi phải chờ đến cái lúc mà nó trở thành mà vật thực đã tiêu hóa rồi nó tống ra ngoài nữa đó. Mà quý vị thấy không, mình mà chỉ cần mà đi đến một cái chỗ nào, ví dụ như bây giờ quý vị đi đến một cái chùa nào mà quý vị nghe nói là điều kiện vệ sinh ở đó nó hơi kém, là quý vị đã ớn rồi, chúng ta đã ớn rồi. Thành ra quý vị thấy rằng tất cả ở trên cái gì mà nó diễn ra ở trong cái cuộc đời này á, nó đều là khổ hết, nó đều là khổ. Đối với cái sự mà mình cảm thấy hạnh phúc á, là nó chỉ là cái bề ngoài thôi đó. Quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ Phật tử Thính Pháp nói rằng hai vợ chồng đó, người ta đi làm về, người ta sinh hoạt, mình thấy nó cũng thuận buồm xuôi gió, nó vẫn yên lành đồ lắm, sao mà khổ. Thật sự ra quý vị thấy thân mấy người đó có đau nhức không, tâm tư đó cũng có lo lắng không, thì không lo lắng về điều kiện kinh tế, nhưng mà cũng lo lắng về con cái chứ. Mình không biết con mình sau này lớn lên có thành người được như mình hay không, rồi nói chung là nó đủ thứ chuyện lo. Nhưng mà
Tại sao mà mình không thấy? Tại vì lúc đó cái hoàn cảnh mà thuận tiện nó đã che rồi. Cái hoàn cảnh thuận tiện này nó che lấp là như thế nào? Là có nghĩa là do cái tâm của mình, nó cũng như là cái tâm của mình thấy rằng là ngày hôm nay mình đi làm về, sáng mình đi làm, chiều mình về, rồi ăn uống, rồi bây giờ tới cái giờ mà sinh hoạt, nghe tin tức tí xíu rồi hai vợ chồng lên ngủ rồi. Thành ra những cái điều kiện mà nó được an vui á, nó che lấp lại những cái sự lo lắng, nó che lấp lại những cái sự lo lắng nữa quý vị. Chứ nếu mà cái người đó mà quý vị thấy rằng cứ đưa tin tức rằng cho họ coi rằng là hôm nay ở chỗ này bị ung thư nè, chỗ chỗ kia là bị chết vì Covid nè đó, quý vị nằm, quý vị tại vì là do mình là coi như là tối mình phải đi ngủ, sáng mình đi làm. Rồi còn thời gian mà nó giữa giữa vậy đó, làm để mà mình sinh hoạt với ở với con đồ này kia, thành ra nó che lấp đi được cái sự lo lắng rồi, nó che lấp đi được cái sự khổ rồi đó. Nhưng mà thật sự ra nếu mà mình mà có thời gian mà mình ngồi mà mình coi cái chỗ này là cái người này coi vậy, chứ tự nhiên cũng có tập thể dục đồ này kia, rồi có tập gym đồ, giờ mà tự nhiên là bị ung thư đồ này nọ, nó hoặc là đột quỵ nó phát lên đó, rồi cái gia đình kia người ta rất là kỹ nhưng mà tự nhiên là người ta bị Covid đó. Thật sự ra nó có rất là nhiều cái sự khổ mà nó đang đe dọa chúng ta, nhưng mà tại vì chúng ta không thấy thôi, chúng ta không thấy thôi. Chứ mình biết chắc mình bây giờ mình thấy rằng mình biết mình đâu có dám chắc rằng cái cơ thể mình nó khỏe vậy hoài, quý vị. Đến chừng một lúc nào đó thôi, một cái chứng mà đau ruột thừa thôi, đau ruột thừa nó hành hạ mình thôi. Hoặc là bây giờ mà mình mà tối mà mình ngủ mà mình chỉ cần mà mệt quá mà mình mà với cái nhiệt độ lạnh mà mình quên đắp mền thôi, mà với cái tuổi mà 40 mấy 50 mấy hoặc là 60 đi thì mình sẽ biết được là cái sự nguy hiểm nó đến như thế nào. Mà hãy mà lỡ mà nó chết thì nó không sao, nó chết thì nó không sao, nhưng mà lỡ mà mình chỉ bị mà tai biến mà liệt nửa người thôi thì mình lúc đó mình nghĩ ai chăm sóc, ai chăm sóc mình, vân vân, nó đủ thứ chuyện hết đó. Thành ra chúng ta mình nhìn kỹ lại cái cuộc đời này nó thì không có cái gì mà nó không có cái gì mà nó phải nói rằng nó vui chứ quý vị. Chúng ta chỉ những cái hình ảnh ở bên ngoài thôi, tại vì do cái điều kiện đó, là cái điều kiện công việc hoặc là cái hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh gì đó nó che lấp, nó che lấp. Cũng giống như là cái cô gia chủ á, cái cô gia chủ mà cổ mọi người nhìn tưởng cổ có tâm từ, là một cái người mà tu tập thuần thục về tâm từ, nhưng mà thật sự ra không phải, chỉ có người nô tỳ mới biết rằng là do cổ ngập tràn trong cái sự mà hưởng thụ hưởng dục. Thành ra đó là lúc nào cổ cũng mềm mại, lúc nào cũng tươi cười đó, nhưng mà khi mà bị phật ý một chút xíu là cổ sân lên, sân hận nó phát sanh lên liền đó. Thành ra lúc đó là cái đó là chúng ta bị lầm tưởng. Thì cái điều này nó cũng giống như là ở trong cái cuộc đời này vậy đó. Chúng ta tại vì chúng ta không có ngồi chúng ta suy xét ra nội, mà chúng ta đem những cái bài kinh mà Đức Phật mà đã giảng thiết cho chúng ta đó, chúng ta có cái chiếc răng là chúng ta sẽ có cái bệnh đau về chiếc răng, chúng ta có con mắt là chúng ta sẽ có cái bệnh đau về con mắt, chúng ta có cái lỗ tai thì chúng ta sẽ có cái bệnh đau về cái lỗ tai, cộng thì chúng ta sẽ có cái sự mà khổ về cái sợi tóc này. Mà hãy mà chúng ta mà có ruột, có gan, có phèo, có mật đàm mũ máu thì chúng ta cũng bị về cái sự khổ này đó. Quý vị ngồi quý vị chắc chắn không, chắc chắn là răng của mình là nó sẽ không đau không, nó sẽ không đau không đó. Hoặc là bây giờ mình chắc chắn cái lỗ tai mình không đó, cũng như hồi nãy chúng tôi nói quý vị, chúng tôi đâu có ngờ quý vị, chúng tôi đâu có ngờ trong cái thời gian qua là chúng tôi phải đi mổ mắt gấp như vậy đó. Thành ra đó, hãy mà mình ngồi mình đọc kỹ vô cái bài kinh của Đức Phật á, đọc kỹ lại là mình mới ớn, mình thấy rằng ớn là để chỉ vì để mà mình lo mình tu tập
là để mình tạo phước, là mình có cái gì trên người đó là nó khổ đó. Đó, đó, đây là những ý xin được đóng góp qua cái câu hỏi của Phật tử thính pháp nha. À, bây giờ xin gửi mic lại cho đạo tràng. À, sa thú, sa thú. Dạ, con đã thấy huynh thính pháp. Con tri ân sư. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã giảng dạy cho chúng con và trả lời câu hỏi của huynh thính pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ, hồi nãy là sư đã chúc phúc cho đạo tràng rồi. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng ạ. Ya devata santi vihara vasini thu be kare bodhi kare tahin tahin ta thamma da ne na pavan tu puchita so tin karonte ta vihara mandale thế ra cha mắt cha na wa ca cha phết ca wo sa ra mi ca da na ta pi ti upasaka gama cha de sa ni gama cha isara sampa na phuta sukhita pa wan tu te cha cha la pu cha ye pi cha anda sam pa wa san se da cha ta athavo papatika Niyani kam thamma warang patichate sambe pidukkha sakarontu sankhayang. Tatu chirang satang thammo thamma thara cha pungkala. Sankho ho tu samakgo wa attha yajahita cha amhe rakkatu sang thammo. Sambe pithamma charino vutin samba puneya ma thamma riyamba we dite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và kính giảng dạy cho chúng con, và kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến với đạo tràng tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và con kính mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Và ngày mai sẽ là giờ học vi diệu pháp của sư thầy Kinh. Và con kính mời đạo tràng cùng tham gia ạ. Và sau đây một lần nữa con chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính tạm biệt đạo tràng. Chúc đạo tràng ngủ ngon ạ. Dạ con xin xuống mic ạ.